Cái ấy đâu, cái gì nãy đâu? Đây à. Hết hồn á rồi. Rồi bây giờ nói chung ra là bây giờ chị này từ ở Trấn Bom Đồng Nai, chị đến nhà Tiểu Hải là tìm giùm con. Con sinh ngày sau năm 2017. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị họ tên gì? Dạ vào Sít Và. Chị sinh năm mấy? Dạ sinh năm 1986 ạ. Lý do sao chị biết Hiệp sĩ Hải mà chị đến nhờ? Dạ cũng lên gõ trên YouTube đó. Rồi. Trên Google search nghe thông tin là ở Bình Dương có hiệp sĩ đường phố để giúp đỡ những hoàn cảnh như vậy. Cho nên là em mới lên và xem những video clip của anh và biết được anh là có tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ người thực tâm bằng cái gì, những cái gì có thể nhất với khả năng của mình đó, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như em đây, như tôi đây. Thì em mới hôm nay mới tìm ra, chứ em đi 3 ngày nay rồi, hôm nay mới tới là thật. Rồi giờ bây giờ con bị mất tích vào ngày mấy tháng mấy? Dạ ngày 3 tháng 6 dương lịch, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2022. Rồi con bị sao mà bị mất tích nói gì coi? Dạ là hai mẹ con kẻ đầu kẻ đuôi luôn hả? Rồi. Đã bị tiền không nói đi ha. Rồi. Mình hai mẹ con ngủ ngoài hành lang bên nhà người ta đó. Rồi 3 giờ sáng ngày đó ngày mùng 5 tháng 5 rồi, 3 giờ sáng là ngày mùng 5 tháng 5. Rồi ngày 3 sáng 5 năm sau. Rồi. Rồi có một thanh niên tự tới hỏi là em có thể giúp được gì cho chị không, chẳng hạn như việc làm. Bên nhà em thì ở bên Gò Vấp, em thì làm thầy giáo, em BD, chị khỏi sợ vấn đề mà nam nữ. Đó là nhà em có đang cần người giúp việc. Không biết là chị có thể là giúp việc nhà cho em không? Bây giờ em chở chị đi về Gò Vấp để cho thằng nhóc con chị có chỗ tá túc trú mưa. Rồi chị cũng làm cho em. Thì việc của em cũng không có nhiều, thì chị cứ về đi rồi em nói chuyện với má em sau. Trên đường đi thì hắn ta cứ nói nhiều lắm. Cứ nói là em nói cái gì thì chị cứ thôi nha, chị đừng nói gì hết. Để một lát để em về em nói với má em như vậy. Đó là chị đang có hoàn cảnh khó khăn rồi đó. Rồi cũng đừng nhắc gì tới tiền bạc hết. Là em cho chị một ngày 100.000. Rồi thời gian rảnh rỗi đó, em cũng đang trong thời gian nghỉ hè, em làm thầy giáo, thì em cũng không có đi dạy thêm. Em có thể giúp chị về cái gì dự con chị. Rồi để cho chị đi thêm xin việc vòng vòng ở đây nè, coi có ai có việc gì rửa chén mấy cái quán á, thì chị đi làm cho người ta kiếm thêm tiền để lo cho con chị. Tạm thời thì chị cứ ở đây rồi để một tí xíu rồi em chở chị đi vòng vòng á, kiếm việc làm, kiếm thêm việc làm á. Rồi chị làm xong chị cứ về đây. Nó nói một đằng nhưng mà nó làm một nẻo. Tới trưa rồi nó cũng chở đi qua bên bà ngoại, của thằng đó đó, bên Tân Kỳ, Tân Quý. Thì nó xác minh nó là thầy giáo, nó có dạy kèm mà nó nhờ cô giáo tới dạy kèm. Không bây giờ này nó thẳng ngọn xe bây giờ nhớ số điện thoại đâu? Số điện thoại nó cho ảo anh ơi. Số mấy? Mà không điện được. Tờ giấy số điện thoại mà cho được, nó điện được không? Dạ không, công an đồ điện kêu là thuê bao, nó kêu là cái số đó là số đây hai số luôn. Số này hai số này hả? Dạ một số Facebook, một số Zalo, nhưng mà hai số đều không có cái gì hết trơn. Em gọi là thuê bao rồi. Nhưng mà lúc mà mới mất tích con á thì gọi á nó bắt máy lên là tắt, Rồi số nào nói đi. Hai số này. Điện rồi bốc máy cắt bộ số nào? Không biết, hay mấy anh đó giống như là mấy anh xe ôm á điện hộ á, chứ điện thoại này điện là thuê bao không hả? Rồi 056 là của mạng nào bị theo hả? Đó bà con bắt đầu chia sẻ giùm ha. Dạ. Bây giờ lý do con là thằng đó bây giờ lại nhà biết chỗ nhà nó không? Lý do sao chị biết nó là nắm con chị là sao? Là có sao bắt con? Nó chở mình về nhà nó giúp việc một ngày. Rồi. Xong rồi cái nó chở vòng đi xin việc thêm, là ý nói là nó giúp mình thực tâm, nó là người tốt á. Nhưng mà nó lại nói là thôi bây giờ chiều rồi, con chị nó cũng phá quá, thôi em chở chị đi xin việc vòng vòng rồi em hỗ trợ chị một ít tiền để chị đi bán vé số hay gì đó để lo cho con chị. Rồi. Tối nay em sẽ mướn một cái phòng cho chị 70.000 gì một đêm hà, cho chị có chỗ che nắng che mưa. Rồi đã có mướn chưa? Dạ mướn.
giờ nó chở em với hành lý em lúc đó nhiều lắm, có cái vali nữa rồi. Nó kêu thôi bây giờ một chuyến thì đi không hết, để thằng con chị bên này đi, chở chị với hành lý đi qua bên đó xong rồi quay về trước thằng nhỏ liền rồi. Cho nó tắm rửa ăn uống gì, nhà cửa ở đây chị sợ cái gì rồi đó. Mình tin là thật, mình tưởng là thật, nó chở mình đi qua đó, mình vừa xách vali lên phòng thì ở đây nó hoàn xe, nó đi về nhà nó, mình chưa kịp nhớ cái xe rồi con rồi. Lúc đó con mất chưa, con ở bên nhà nó biết nhà sao con gì nó biết không biết nhà nó sao ở đó thôi này chắc nghi là chồng cũ không theo mình nghĩ cũ. Theo mình nghĩ là chồng cũ, chồng ba ruột của nó đó mướn thằng này, thấy không anh muốn đòi anh nhắc một chuyện không có chuyện gì họ biết rồi. Theo mình đó, mình dẫn chương trình theo mình biết là cái vụ này là mình sợ là ba nó về ẩm nó, nhưng mà em về đó rồi à, người ta nói à, là không có thôi ba nó ẩm đi thôi theo mình nghĩ đó, thì tôi nhận xét vậy. Thì để nói chung ra là bây giờ để nếu mà đến này để báo hiệp sĩ Bình Hải thì tôi sẽ giúp ha. Để nhưng mà cô để xác minh lại chứ cô không nghe một phía được ha. Thì cô phải xác minh lại chứ nghe là một phía đâu được. Giờ tự nhiên ai mà bị đây tự nhiên lại ẩm con mình đi là cái đó không được. Cái là cái đó là cô thấy cũng nó hơi lạ lạ kỳ kỳ. Nhưng mà biết mặt má của người đó. Ở nhà đó gồm có 3 người thanh niên và một người phụ nữ 58 tuổi. Rồi. Đang sinh sống tại cái ngôi nhà đó. Rồi. Rồi, thôi giờ nếu chị nói là cái số hội này là chị nói là cô xác minh liền. Dạ. Xác minh chị là chủ đó, đứng trên hay số hội này ai cô xác minh được. Dạ. Đó thì nói cho mọi người biết, mọi người hiểu ha. Vì sao mà chị vô báo công an này, sao công an không giải quyết cho chị? Không biết luôn, công an cứ kêu là phải chờ thời gian. Rồi, nay bao lâu rồi? Nè anh, chữ của người đó mà. Ghi lại số điện thoại đó. Hùng rồi, tên Hùng đó. Rồi, hai số hội này bà con đó. Bà con nên chia sẻ hai số hội này. Nhưng mà tôi xác minh lại, chị nói cô phải xác minh lại không? Yeah. Không phải là nghe là một phía được. Rồi cảm ơn mọi người hãy chia sẻ giúp giùm chị đi. Tại được con ha. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn.